Thấy chưa? Thấy chưa? Đây nhìn thấy chưa? Hoa hả? Ủa con đâu rồi? Hoa hả? Nhận được đào chưa? Nhận được đào chưa? Nhận được rồi nè. Đây nè. Đẹp không? Cảm ơn nhiều nha. Đẹp. Ủa ngoài đó có nhận được cái cành mai không? Chưa. Có thấy gì đâu? Có mai màu vàng. Sắp nhận được đó. Sao anh Vũ đang đi gửi. Thế anh chị đang làm gì đấy ạ? Bọn này đang tập kết. Tiện là Tết con khỉ, anh em mình đối thơ bần khỉ. Đối thơ bần khỉ hả? Vâng. Dám không? Mời. Bên này chơi trước à? Nghe nhá. Ai? Ông chị bắn pháo hoa. Tết này rõ ràng Tết năm khỉ. Gặp nhau chúc nhau câu gì nhỉ? Cuối tuần vẫn làm không hề nghỉ. Niềm vui chỉ đến những người chăm chỉ. Đám cưới mùa xuân treo chữ hỉ. Nào đối đi. Chưa đi chưa? Nhớ rằng chớ có nên xa xỉ. Để em. Nhanh lên. Đám cưới đừng giết nhiều lợn ỉ. Đổi đây. Tính toán cần hết sức tỉ mỉ. Rồi Minh ai? Thế nên mới có tiền đi nghỉ. Hay rồi. Tiếp đi chị Văn. Lý xin chờ một tí. Lý rồi. Xin chờ một tí. Không nhìn. Chào Thảo Giang. Chào anh. Chào các anh chị. Đang đối thơ. Anh Vũ vừa gửi cành mai cho các anh chị ngoài Bắc á. Chừng giao thừa là nhận được liền thôi à. Tại vì á là chuyến bay cuối cùng. Vũ tự bưu điện vừa mới về nè. Cảm ơn anh. Nói thơ hả? Trời, nói về thơ là anh Vũ một bụng lúa nghe. Tìm đúng thầy đúng thuốc rồi nghe. Thơ phải không? Rồi, hơi bị hay đấy. Bây giờ nãy là anh Vũ mới gửi cành mai cho các anh chị ngoài đó. Làm thơ, nói về mai. Mùa xuân về, hoa mai nở. Hoa mai nở, mùa xuân về. Mùa xuân về, hoa mai nở. Mai không nở, xuân không về. Rồi, đó, đối lại đi. Chết rồi, đối được không? Chơi lại đi. Đối đi. Nghe đây nè. Nghe nhá. Mùa xuân về, hoa đào nở. Nhìn thấy ông đồ già. Mùa hè đến, đào không nở. Chẳng thấy ông đồ đâu. Nghệ sĩ Hai Miền Bắc mình á sẽ làm một cái bài thơ mà làm sao mà đầu câu á gộp vào phải có được chữ chúc mừng năm mới. Bốn cái câu đó là câu để mình chúc tất cả quý vị khán giả của mình. Đúng không? Mọi người đồng ý không? Đồng ý đấy. Rồi, sẵn lòng. Đâu lại biết ai thắng cái gì. Vâng. Bây giờ trong đây xin được phép làm trước đúng nha. Đúng rồi, bên đấy trước đi. Chúc. Chúc đầu tiên đấy nhá. Rồi. Chúc lành sẽ đến dạng người thân. Mời đó chúc mừng đi. Chúc mừng rồi đó. Dung. Mừng xuân hoa đào nở xa gần. Mãi mới được chưa? Năm nay gặt hái nhiều lộc phú. Mới lạ cười vui như cuối tuần. Chúc mừng năm mới. Dạ vâng, thưa được rồi. Nhân dịp này thì xin được chúc tất cả các anh chị ở miền Nam thật là vui vẻ và sang một năm mới năm con khỉ. Chúc mọi người an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài và thật là vui vẻ, có thật nhiều tiểu phẩm hay để phục vụ khán giả, được không ạ?